Thời gian gần đây nhiều trường học tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về việc phải đóng thuế một số khoản thu trong trường học, nhất là khoản thu tiền ăn bán trú là chưa hợp lý. Tiếp nhận phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi cục thuế thành phố đề nghị xem xét hướng dẫn chính sách thuế đối với các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này thuộc đối tượng không chịu thuế. Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên, hoạt động đào tạo do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.